cái bài tâm thích đấy, cái bài mà chiều đông bất lạnh, trời đông bất lạnh, phải cái bài nào là cũng cứ bỏ theo gì vào chùa. Cái bài gì mà Thank you.
nhiều lắm thế. Chứ là mà cũng rất nhiều ba mẹ mấy nào có nó tặng mình cái cất ở nhà thì không có mang về nhà không được. Lúc nó tặng mình cái này là gì đó, cái bài này thì nó khó không nhận được, chưa nhận được cái con mình còn nhỏ. Bây giờ mình nói là cho mình cũng đã nghĩ được lắm rồi, trong đó mình được chọn rồi, giờ mình sẽ ăn mà cứ lấy cho em mình bắt đầu nghe con trai từ nhà sắp rồi là nó sẽ vào cái mười năm nữa, nó sẽ chờ thêm mười năm nữa. Năm thôi, chị nói chị cũng nói đi. Đây là ăn uống đây.